nói cái lý thuyết về cái trí tuệ, muốn cho cái tay thông, cái tay thông thì anh phải làm sao cho nó thông mặt trước, cái mặt trắng này, xong thông cái mặt này chịu. Anh để ý trong người mình có chỗ trắng ấy, là chỗ đó có năng lượng nó chạy đi. À, để ý hay lắm. Cái mặt đen nó có đường năng lượng đi. Bây giờ làm sao điều khiển cái mặt trắng ấy, năng lượng chạy mặt trắng không? Lát tôi chỉ anh đi mặt trắng không? Là cái mặt trước này, tới cái mặt trắng trong tay, mặt trắng trong mắt nó chạy đúng chỗ đó. Không có chỗ nào mặt đen mà chỉ anh là cái mặt đen sẽ chạy năng lượng như thế. Thành ra những cái gì nằm trên đó đều hết mặt. Đó, bây giờ cái động tác của chị anh tập hình ảnh trước lên cái lưng mà sạc
Từ đó xong cái đuổi tay thẳng xuống rồi một cái đầu xuống nước cả cái đôi mắt đó nhìn xong lại quay lại rồi tìm nó xuống vậy thì anh cứ bọc làm tập tiếp vậy đó làm cái đầu cái đầu mình thấy xuống đất sát cả đầu cũng đất cả đầu 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 sát cả chỉ cái thẳng xuống kềm xuống phải kềm và anh cứ từ tập thở đều và đừng để nó thở lại lắc hồi như nóng hết cái đầu tất cả cái đầu tan biến hết rồi một cái đứng đứng là đứng không được cái này đó nếu mà giỏi là không cần phải đè tu giỏi bằng là tưởng là sao nhóm bóp lên xa ra nửa ra rồi cái đứng bóp lên rồi đứng hơi xuống thả về đây quay về đây trở về mặt thì anh thấy gì thì là người ngoài nhìn với tôi nói tôi anh xạo thấy gì vậy anh thấy nó là cái tư thế này quan trọng là cái tay này nó phải thẳng ra duỗi thẳng ra cái này thì vậy. Nó nằm ngay cái trục xương này duỗi thẳng là thôi anh phải móc vô nè để nó vô cái cổ anh chứ vô đây xoay vào tròn rồi nó vô xong vô đây kéo thật xa ra là cái ấn nó xuống ở ấn duỗi nó xuống kèm cái đầu rồi cái rồi tung trở lại làm vậy rồi cái trục xương nó lên lên bắt đầu làm ngang ngang lên anh làm chừng chín cái là đã hết rồi cái âm cái này là cái mặt nửa chính cả là con ngồi trong phòng đứng ra làm 5 phút mình người hồng khỏe anh không thấy ở đâu vai gáy mẹ nhớ đó mất tan hết đi ai đâu nguyên cái giống ánh sáng chiếu mặt trước mặt là ánh sáng chiếu mặt trước rồi ví dụ ánh sáng chiếu mặt lên quay cổ tay trước đã quay kéo vô như này bóng hổ gì chui vô nách trước đẩy xa ra ấn xuống cho nó lúc mà anh rút điều khiển xong nó từ tốn từ từ thấy nó chạy từ cho tao nó đi cho tao nó hết cái thợ còn cái mình nhón gót chân cái phía trước còn nhón gót chân còn phía sau là chịu cái gót chịu cái gót để đi cái đầu gục xuống phía trước là cái thứ hai là gục